Xin chào mọi người, rất vui vì mọi người đã ghé qua channel của Rico-san ủng hộ mình nha. Hôm nay mình sẽ tóm tắt về những gì mình biết trong DLC God of War và Hà Lạt. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, chỉ sau vài hôm sau sự kiện The Game Award, thì Santa Monica đã tung ra một bản DLC hoàn toàn miễn phí cho tựa game God of War Ragnarok với lối chơi roguelike và có thể chơi tự do mà không cần hoàn thành bản game gốc. Mở đầu phần chơi, Kratos nhận được một lời mời, một bức thư đến một vùng đất kỳ bí có tên là Valhalla. Sơ lược về Valhalla thì đây là một lâu đài kiên cố mà Odin dành riêng cho các chiến binh tử trận nơi các chiến trường Midgard. Và các chiến binh đó chính là những Enherza. Và tại đây, các chiến binh sẽ được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của họ. Tuy nhiên rằng họ vẫn phải sống dưới sự tập huấn của các Valkyria và luôn trong tư thế là sẵn sàng chiến đấu. Và khi mà họ tử trận á, thì họ vẫn sẽ lực lại quay lại Valhalla, cũng có nghĩa là họ chiến đấu không bao giờ nghỉ. Hay nói cách khác á, thì đây chính là đội quân do Odin đào tạo, một đội quân bất tử để chuẩn bị cho cuộc chiến Ragnarok trong lời tiên tri. Nếu như là bạn á, thì bạn sẽ lựa chọn gì sau khi mất đi? Đến Valhalla, được bất tử, được hưởng thụ, nhưng mà phải luôn luôn chiến đấu không ngừng nghỉ? Hay là đến Niflheim, nơi mà địa ngục của thần thoại Bắc Âu, và an nghỉ ở đó? Bạn chọn cái nào? Khi thuyền vừa cập bến, thì tất cả các trang bị và sức mạnh của Kratos đột nhiên biến mất và ông phải đối mặt với các chiến binh siêu dũng mạnh tại nơi đây. Cũng chỉ vì tự dưng bị lút hết đồ và sức mạnh mà Kratos không thể nào vượt qua tất cả các cánh cổng được. Và một khi ông đánh bại thì ông lại thấy mình trở về bờ biển ban nãy. Và lúc này ông gặp được Freya và các chị em Valkyrie, có cả Sigrun, người yêu của Mimir. Bọn họ rất là ngạc nhiên khi mà Kratos lại xuất hiện ở Valhalla. Và sau khi nghe Kratos kể về bức thư mời, thì các chị em Valkyrin đã cùng nhau hát ca khúc Leifa. Thì Leifa trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là cho phép, được phép đấy. Như một câu thần chú để mở cánh cổng Valhalla để cho Kratos bước vào. Thì trước đó có một đoạn Freya đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với Kratos, ngỏ ý là anh cưới em đi, anh hãy cưới em đi. Ok, đoạn này tôi vừa đấy, mọi người đừng để ý nhé. Thật ra thì trong một lần gặp mặt riêng, Freya có ngỏ ý mời Kratos làm thành viên trong hội đồng thẩm phán tối cao của Freya. Nhưng có vẻ Kratos không đồng ý, bởi vì chính ông quá khứ đã từng làm việc cho thần, và chính ông cũng đã bị lợi dụng đến mức mà phải giết cả vợ con ruột của mình, bị cho tàn của những người chết oan bám lên da thịt, mang tiếng là bóng ma của Sparta, kẻ khát máu diệt thần vô cảm, thậm chí là ông còn giết cả bố mình. Bản thân ông chưa bao giờ quên những cái quá khứ đó và không thôi dây dứt về nó. Có lẽ vì thế ông vẫn lưỡng lự lời mời của Freya. Ông chưa có thể đối mặt với quá khứ để mà có thể tiếp tục làm việc cho thần. Kratos lại tiến vào cánh cổng bí ẩn của Valhalla. Và sau nhiều lần rèn giũa sức mạnh thì ông đã mạnh mẽ hơn. Ông cũng gặp lại rất nhiều kẻ thù mà ông đã từng sát hại trong quá khứ, có Modi, Magni và đặc biệt là có cả Helios, người đã từng bị Kratos bứng đầu ra khỏi người. Sau khi mà đánh bại hắn thì hắn lại trở thành đầu của Momir và hắn luôn đi theo để mà chửi rủa ông về cái sự độc ác dã man của ông khi xưa. Cuối cùng, Kratos đã gặp được Tyr. Tyr tuy là thần chiến tranh của Bắc Âu nhưng ông luôn hướng đến hòa bình và ông luôn dùng mọi cách để đàm phán hòa hoãn nhất có thể. Ông không muốn chiến tranh gió tanh mưa máu và ông đã đi rất là nhiều nơi trên thế giới để mà tìm tòi học hỏi, để mà ông dùng những cái tri thức mà ông tìm được mang lại bình yên cho mọi nơi. Tyr tại đây sẽ giao chiến với Kratos tổng cộng 4 lần như là một sự thử thách cho Kratos. Và ông sẽ dùng 4 loại binh khí khác nhau để khiến cho Kratos thức tỉnh. Sau mỗi cuộc chiến, Tyr đều cho Kratos thấy được bản thân mình trong quá khứ. Vì chỉ có khi đối mặt với nỗi đau đó thì Kratos mới có thể vượt qua cái quá khứ đó. Kratos sau đó luôn cảm thấy đau đầu dữ dội cho tới lần thứ 4. Thì lần này ông không còn đau đầu nữa. Ông lấy hết dũng khí để bước qua cánh cửa của hy vọng. Sau đó Kratos lại trực tiếp gặp được chính ông ngày còn trẻ, cái ngày mà ông từng mất đi tất cả, bị lợi dụng, chỉ còn hận thù, đau đớn. Ông rất sợ hãi là ông sẽ trở lại con người như trước đây. Nhưng bây giờ cuộc đời ông đã khác, vì chính ông bây giờ đã có thứ cần phải bảo vệ. Đó chính là gia đình mới của ông, con trai ông, Atreus, và có thể là người vợ sắp tới của ông, Freya. Quá khứ mãi mãi sẽ không thể xóa nhòa, nhưng luôn có thể vun đắp cho tương lai nếu mà bản thân tốt đẹp hơn. Hy vọng, sợ hãi, tình yêu và thù hận luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Quan trọng là chúng ta chọn hướng tới cái gì mà thôi. Và cũng chính từ đây, Kratos đã chính thức trở thành thần hy vọng của Bắc Âu, đồng thời tự tin đảm nhận vị trí chấp sự mà Freya đề nghị để giúp thế giới có thêm niềm hy vọng mới.
Và đó là những gì Riku cảm nhận được trong DLC của God of War Valhalla. Còn anh em thì sao? Hãy để lại một bình luận và nhận xét cho mọi người nhé. Đồng thời là nếu như yêu thích Riku thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào 9 giờ tối mỗi ngày trên livestream của Rikusan Gaming. Bye!